Xin chào các bạn. Hôm nay chính Tài xin giới thiệu một dòng mic mới của hãng Micri, đó là dòng mic V10S, thì tiếp nối sự thành công của Q9S. Thì hiện tại hãng đã cho sản xuất ra micro V10S. Thì chúng ta muốn biết sự khác biệt của Q9S và V10S như thế nào, thì bây giờ mình sẽ mở hộp để trải nghiệm và giới thiệu sản phẩm này với các bạn. Tổng bộ sản phẩm thì bao gồm một cái hộp đựng, đây là cái micro và đây là phụ kiện đi kèm là jack 3.5 và một cái cổng cáp sạc. Đây là giấy giới thiệu sản phẩm được ghi bằng tiếng Hoa và bên sau là tiếng Anh. Chiếc hộp này được thiết kế là bên trong là bằng mút, được bao bọc bởi một lớp vải bên ngoài. Bên trên thì có in logo bằng chữ nổi của hãng Micri. Và trên này còn dán màu của sản phẩm, đây là màu vàng hồng. Thiết kế của chiếc mic này thì cũng giống như tương tự các chiếc mic kèm loa khác, thì bao gồm phần mic, phần thân và phần tay cầm. Nhưng sự khác biệt ở đây là chiếc mic này được thiết kế gồm có 3 cái loa. Và các nút điều chỉnh thì được thiết kế xung quanh phần loa. Và điều đặc biệt ở đây, cái mic này chúng ta có thể sử dụng pin rời và phần pin được lắp bên dưới phần tay cầm và chúng ta có thể tháo lấy ra được. Chúng ta chỉ việc sử dụng một cục pin và chúng ta có thể kết nối và hát từ 3 đến 4 tiếng. Dung lượng của cục pin này là 2200 mAh. Đây là nút nguồn, chúng ta ấn giữ để mở. Bluetooth mode. Thì xung quanh phần thân loa thì bao gồm các nút điều khiển. Đây là nút volume. Đây là nút để chúng ta điều chỉnh qua bài. Đây là echo. Đây là nút chỉnh nhạc. Đây là cổng sạc và đây là ổ thẻ nhớ TF. Đây là bass và đây là nút chip. Đặc biệt ở phần dưới thân loa thì được thiết kế thêm một bộ phận điều khiển, đó là phần thay đổi giọng nói. Thì hiện tại mình đang ở chế độ normal, là chế độ giọng nói bình thường của mình. Bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem. Alo. Bây giờ mình sẽ chuyển đổi qua phần trên là thay đổi giọng nói. Alo. Để thay đổi giọng nói, chúng ta có thể điều chỉnh được bass và chép để chúng ta có thể sử dụng được cái giọng nói mà mình muốn. Thử luôn đi. Alo. Thì cái phần mà làm thay đổi biến giọng giọng nói của mình thì có thể giúp cho chúng ta là gây tiếng cười trong cuộc vui. Bây giờ mình sẽ kết nối Bluetooth để phát nhạc và để trải nghiệm loa cũng như là mic của cái micro V10S này nha. Micri V10S là tên thiết bị Bluetooth của micro này. Bây giờ chúng ta chỉ cần ấn và kết nối là có thể được. Anh ta bằng đôi mắt lấp lánh.
Thì ngoài là chức năng phát loa ra hát thì mic này thì còn có chức năng là có thể tắt được giọng hát của ca sĩ, chỉ còn lại tiếng nhạc beat cho chúng ta hát. Thì chúng ta muốn tắt được tiếng ca sĩ thì chúng ta chỉ cần ấn nhẹ nút nguồn là được. Trên cái mic này thì với công suất là 5W trên một loa, và ở đây là được thiết kế 3 loa cho nên là cái mic này có thể phát ra tiếng rất là lớn. Bây giờ mình sẽ test phần mic là mình sẽ hát một bài hát, thì một cái thì mình sẽ hát bằng giọng thường và sau đó mình sẽ chỉnh qua cái phần méo giọng để cho các bạn trải nghiệm phần mic và phần đổi giọng. Vì bao khát khao đời chờ làm chi nỗi đau ai ngờ tình yêu đôi ta như là mơ, bao yêu thương đã muộn màng vì mình quá vội vàng để lòng nát tan. Vậy mà giờ sao nói không nên lời, lệ rơi trên đôi mắt em, từ trong con tim em cứ nhớ anh vô bờ. Tình yêu ấy cũng đã khiến em mong chờ góc phố vắng anh mình em bơ vơ, bao giấc mộng này tan vỡ thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu, để cho lòng này nhẹ với nỗi sầu như cành hoa đã thôi úa màu mà ta giữ lại cho nhau. Thì các bạn thấy vừa rồi mình đã test phần mic bằng giọng thường và sử dụng chức năng méo giọng của cái mic này. Thì vừa rồi mình đã hát giọng méo giọng mà mình cảm thấy rất là mắc cười. Các bạn có thể trải nghiệm cái sự thú vị của cái micro này để cho chúng ta cùng cảm thấy hứng thú hơn với là cái có cái chức năng là đổi giọng này.
Thì hiện tại micro Q10S đang được bán tại Chiếm Tài, địa chỉ là 149 Nguyễn Chi Phương, phường 8, quận 5.